tháng mười một. Biết bao nhiêu người đi mua hoa để tặng cho các thầy cô, em ơi em có biết không, em ra đi thì giờ đây các con đau khổ. Không có em thì cả con con đã đi mua những bông hoa đẹp để tặng em mà chẳng thấy em chờ gì. Em ơi nhìn về các con mà đau khổ, biết phải làm sao cho vơi nỗi hôm nay. Tất cả mọi người ai ai cũng nô nức đi mua những bông hoa, những món quà để tặng cho các thầy các cô. Nhưng ơi còn cả con em, còn các con lại mua hoa về để thắp nhang cho mẹ. Nay đau lòng khổ quá em ơi, biết làm sao, biết làm sao đây với nỗi nhớ thương này. Mong em ở nơi vĩnh hằng, em chờ gì để nhận tấm lòng của các con. Nhiều em ơi, ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11. Khắp nơi mua hoa để tặng các thầy cô, bây giờ đây em đang ở phương nào để chưa chẳng thấy mẹ nhung về, không thấy mẹ về như ngày xưa. Ơi hỡi em ơi, những bông hoa đẹp mùa
buông bèo. Mà cả con muốn về để tặng em những ngày 20 tháng 11. Mà bây giờ lại chẳng thấy em đâu. Ôi đau lòng quá em. Anh giờ thấy thương các con. Từ em ơi nhận bao nhiêu có được người mẹ thương hay trên đời này không không bao giờ có người mẹ em ơi. Từ nay sẽ không còn những ngày lễ tết ở trên đời để các con nó tặng em những món quà. Những món quà như những ngày qua. Em ơi, ở nơi nào em quay về? Nhiều nơi em quay nhắn lấy tấm lòng của các con trên đời.